Ngày 17 tháng 5 vừa qua, trong lúc tập luyện, chuẩn bị cho đợt diễn tập Hán Quan sắp tới, một anh lính nhảy dù họ Tần đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, bị rơi từ độ cao gần 400 mét xuống mặt đất. Hiện nay vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ Tư lệnh Lục quân đã chia sẻ lên Facebook một video clip cầu nguyện, hy vọng thông qua sức mạnh tâm linh của toàn thể dân chúng, cùng nhau cầu nguyện cho anh lính trẻ thoát khỏi nguy kịch, mau chóng hồi phục. Đồng đội của anh lính trẻ đã cắt ghép những hình ảnh luyện tập thường ngày để tạo thành một đoạn phim ngắn mang tên Lương Phong, chúng tôi chờ bạn quay về đội ngũ. Qua đó cũng thể hiện quá trình luyện tập vô cùng cực nhọc của quân đội đặc chủng, đồng thời cũng nêu lên tinh thần bất khuất, không hề chùn bước trước mọi khó khăn gian khổ. Bên cạnh đó cũng cho thấy do cùng sát cánh bên nhau, sống chết có nhau, nên những người lính cũng đã nảy sinh một tình cảm đồng đội vô cùng sâu đậm. Vô cùng ấm áp. Lương Phong, 发生的事，大家心里都不好受。然后，所以首长在这边也跟你说一声，早日康复。你不是一个人战斗，我们三十一连都与你同在，早日康复，一起再加入我们。梁峰，认识你到现在两年多了，我们一起经历过大大小小的任务。 但是我相信你一定可以赶快好起来，我们再一起继续努力加油，加油！梁峰，今天有你一起执行跳伞任务的时候，我们都知道你尽力了，我们连以你为骄傲。梁峰，加油！大家都在等着你回来，一起运动，一起潜水，加油！梁峰，我们都在等着你回来。我们知道你都已经好起来了，所以你要赶快回来，大家都很想。希望你赶快回归连队，梁峰，加油！ 梁峰加油！Mọi người đều hy vọng anh mau chóng hồi phục và cùng với đồng đội cất cánh bay lên trời cao. Tất cả mọi người đang chờ anh quay về đội ngũ. Về phía lục quân, mặc dù xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong lúc luyện tập, thế nhưng các quan binh đều cho biết bình thường họ đều đặt tinh thần cao độ vào mỗi một cuộc tập trận và không có bất cứ một lý do gì khiến họ lùi bước.